Công ty Vạn Sự Lợi được thành lập vào năm 2004. Với 20 năm kinh nghiệm và phát triển, chúng tôi chuyên cung cấp các loại máy móc trong các ngành cơ khí chế tạo, cơ khí khuôn mẫu, cơ khí chính xác. Đến với triển lãm của VIMF năm 2024, chúng tôi cũng mang đến rất nhiều các loại máy móc tiên tiến hiện đại như máy phay, máy tiện, máy gia công trung tâm, máy hàn laser, máy chấn tôn. Với mục tiêu là chúng tôi sẽ cung cấp được nhiều các giải pháp kinh tế để cho các đơn vị có thể tăng thêm nâng cao năng suất lao động và cũng là một cái cầu nối để chúng tôi có thể kết nối giao thương đối với nhiều doanh nghiệp trong tỉnh Bắc Ninh. Triển lãm VIMF 2024 tại Bắc Ninh đã diễn ra được 2 ngày nay và tại đây chúng tôi đã tiếp đón được rất nhiều lượng khách hàng từ các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh. Và chúng tôi thấy rằng lượng khách hàng đến đây cũng khá là phù hợp và quan tâm đến máy móc thiết bị của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng là những năm sau chúng tôi sẽ tiếp tục được tham gia triển lãm này.